Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổng kết chương trình hợp tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Việt Nam tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Đề án 165 ra đời nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, có hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tháng 6 năm 2008, Bộ Chính trị đã phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, gọi tắt là đề án 165. Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện, đề án đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Sau hơn 4 năm tổ chức thực hiện thì thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì trong thời gian năm vừa rồi đã tổ chức tổng kết 5 năm cái chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương, thì trong đó có việc tổng kết của đề án 165. Thì đề án 165 đã có cái báo cáo tổng kết về những kết quả đạt được trong 4 năm qua, những cái khó khăn, những hạn chế, những đề xuất kiến nghị để trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của đề án 165 trong những năm tới, thì đã có báo cáo gửi Bộ Chính trị Ban Bí thư, và Bộ Chính trị Ban Bí thư đã cho ý kiến là đánh giá những mặt được chưa được của đề án và đã ra cái kết luận số 57 ngày 8 tháng 3 năm 2012-13, thì trong đó là vừa là có cái ý kiến chỉ đạo về đào tạo, về lý luận nói chung, trong đó có cả chỉ đạo về công tác đào tạo bồi dưỡng của đề án 165 nhằm mục đích là nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ngoài trong giai đoạn tới. Thì đây là một cái tư tưởng chỉ đạo và có thể nói là Bộ Chính trị thường xuyên quan tâm sâu sát để cho đề án 165 trong những năm tới đạt được kết quả tốt hơn như mong muốn của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tháng 6 năm 2012, Văn phòng Đề án 165 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Nanyang tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc hệ thống chính trị của Việt Nam tại Singapore với sự tài trợ kinh phí đào tạo của quỹ Temasek Singapore. Thông qua thỏa thuận hợp tác, 4 khóa ngắn hạn đã được tổ chức cho 100 cán bộ là lãnh đạo quản lý cấp vụ hoặc quy hoạch cấp vụ trở lên với các chủ đề khác nhau. Nội dung bồi dưỡng gồm kinh nghiệm của chính phủ Singapore trong cải cách hành chính công, cơ chế 3 bên trong quan hệ lao động và hoạt động công đoàn, quản lý công hiện đại hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. Đội ngũ giảng viên của các khóa học đều trải qua cương vị lãnh đạo như cựu bộ trưởng, thành viên quốc hội, giáo sư giảng dạy, nghiên cứu đầu ngành, giảng viên có trình độ cao, hiểu biết thực tế và nền tảng lý luận, có phương pháp trao đổi tốt, có tầm nhìn và năng lực dự báo tình hình. Có thể nói là xuất phát từ cái tầm quan trọng và cái mục tiêu thiết thực có ý nghĩa của đề án 165. Cho nên là cộng đồng quốc tế và nhiều nước trên thế giới cũng như các tổ chức quốc tế rất quan tâm đến cái chương trình đào tạo của đề án 165. Và quỹ Temasek là một cái quỹ rất lớn của Singapore, có cái diện hoạt động rất rộng ở trên phạm vi ở toàn cầu. Và có thể nói đề án 165 rất được sự quan tâm của quỹ Temasek. Và quỹ Temasek cũng thấy đây là một cái đề án mà có thể nói có ý nghĩa thiết thực, và Singapore bên phía quỹ Temasek thấy rằng là cái việc hỗ trợ để giúp cho đề án đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị Việt Nam là một là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Và quỹ Temasek đã có một cái chương trình hỗ trợ về kinh phí đào tạo cho đề án 165. Và cụ thể là trong năm 2012 thì quỹ Temasek tài trợ cho 4 khóa đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp vụ trở lên. Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Văn phòng Đề án 165, Đại học Công nghệ Nanyang và Quỹ Temasek đã công bố chương trình hợp tác năm 2013. Theo đó, năm 2013, với sự hỗ trợ kinh phí đào tạo của Quỹ Temasek, Đề án 165 sẽ tổ chức 6 khóa bồi dưỡng cho khoảng 150 cán bộ lãnh đạo quản lý về hoạt động lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang.
Đối tượng tham gia các lớp học là các bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.